Chào bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất vui gặp bạn ở trong video này. Và trong video này thì Nguyễn Hiếu sẽ chia sẻ tới bạn cái cách làm thế nào để bạn giảm cân một cách dễ dàng. Và để bắt đầu bước vào cái video này, cái chia sẻ này thì Nguyễn Hiếu mong rằng bạn hãy chuẩn bị giấy bút đầy đủ để ghi chép những cái điều mà Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn sau đây. Chỉ có 5 điều thôi và khi mà bạn thực hành được 5 cái điều đơn giản này thì bạn sẽ thấy rằng là cái việc giảm cân quá là dễ dàng đi. Nào, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng giấy bút chưa? Nếu như đã chuẩn bị sẵn sàng giấy bút rồi thì hãy lắng nghe cái video này và hãy bình luận xuống phía dưới cái video này rằng là tôi đã sẵn sàng. Thì Nguyễn Hiếu sẽ bắt đầu chia sẻ sau đây. Có 5 điều để giúp bạn, có 5 cái bí quyết để giúp cho bạn dễ dàng giảm cân ngay tại nhà. Thứ nhất, điều thứ nhất đó là bạn cần phải biết rõ điều mình muốn. Vậy thì trong cái việc giảm cân, cái điều bạn muốn nhất đó là điều gì ạ? Thứ nhất đó là chỉ số cân nặng của bạn. Bạn muốn giảm bao nhiêu ký và bạn muốn bạn giảm bạn còn bao nhiêu ký, đúng không? Ví dụ như bạn đang 70 kg mà bạn muốn là bạn còn 50 kg chẳng hạn thì tức là bạn sẽ giảm 20 kg, đúng không ạ? Bạn sẽ giảm 20 kg và bạn sẽ còn 50 kg và chỉ số 3 vòng của bạn là bao nhiêu? Nào hãy viết ra, bạn đã viết xong chưa? Bạn đã viết xong chưa ạ? Bạn muốn giảm bao nhiêu ký và bạn sẽ đạt được bao nhiêu ký? Tôi tên là gì? Hãy viết ra. Tôi muốn giảm 20 kg để còn 50 kg, đúng không? Rồi. Và chỉ số 3 vòng của bạn mong muốn là bao nhiêu? Chỉ số 3 vòng bạn nhớ nhá. Điều đầu tiên là cần phải biết rõ điều bạn muốn. Vậy thì bạn muốn cái chỉ số 3 vòng của bạn là bao nhiêu? Chỉ số 3 vòng. Vòng ngực, tôi muốn vòng 1, 90. Tôi muốn vòng 2, 60. Tôi muốn vòng 3, 90. Viết rõ ràng ra, càng rõ ràng, càng chi tiết, càng tốt. Và cái điều quan trọng nữa này, đó chính là thời gian mà bạn sẽ đạt được những cái chỉ số đó. Tôi muốn trong vòng 3 tháng, tôi giảm được 20 kg để còn 50 kg. Đó, đó, rồi chỉ số 3 vòng của tôi sau 3 tháng sẽ là 90, 60, 90. Bạn nên nhớ điều này. Chính cái sự rõ ràng sẽ mang lại cái sức mạnh và cái mục tiêu của bạn càng rõ ràng bao nhiêu thì bạn sẽ càng dễ dàng đi đến đích bấy nhiêu, tức là bạn sẽ càng dễ dàng đạt được cái chỉ số cân nặng mà bạn mong muốn. Bạn lưu ý một điều như thế này, những gì mà bạn suy nghĩ ở trong đầu và bạn hình dung ra ở trong đầu của bạn thì nó rất dễ dàng để trở thành hiện thực và bạn sẽ dễ dàng sở hữu điều đó. Điều thứ hai, đó là bạn cần phải đặt ra được câu hỏi: tại sao tôi cần phải giảm cân? Tại sao tôi cần phải giảm mỡ? Nào, bây giờ bạn hãy viết ra, viết xuống phía dưới cho Nguyễn Hiếu. Tại sao bạn cần giảm cân? Tại sao bạn cần giảm 20 kg? Tại sao bạn cần phải giảm 10 kg? Bạn hãy viết rõ chi tiết ra cho Nguyễn Hiếu. Tại sao? Nào, hãy viết bắt đầu. Hãy viết nào. Tại sao bạn cần giảm 20 kg? Tại sao bạn cần phải giảm mỡ bụng? Hãy viết ra càng chi tiết càng tốt. Ví dụ, tôi cần phải giảm cân để tôi có được sức khỏe tốt hơn, để loại trừ cái bệnh mỡ máu, để loại trừ bệnh đau khớp. Tôi cần phải giảm cân để khớp của tôi được dẻo dai hơn. Tôi cần phải giảm cân để mỡ máu của tôi được sạch sẽ, thanh sạch hơn. Đó, tôi cần phải giảm cân để chồng của tôi yêu tôi hơn, chăm sóc tôi hơn, đúng không? Bạn hãy viết rõ ràng ra tại sao bạn cần phải giảm cân, tại sao bạn cần phải giảm mỡ. Nào, đã xong chưa? Xong bước 2 chưa? Nếu như đã xong rồi thì hãy viết xuống phía dưới giúp Nguyễn Hiếu là đã xong nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần 3 là cái điều vô cùng quan trọng sau khi mà bạn đã biết rõ được số cân nặng mà bạn muốn này, số cân nặng mà bạn đạt được sau 3 tháng này, số cân nặng mà bạn sẽ giảm được này
và số ngày tháng mà bạn sẽ giảm được này. Đó. Và tiếp theo điều thứ hai là gì? Biết rõ vì sao, lý do vì sao bạn cần phải giảm cân, đúng không? Để cho khỏe khoắn hơn, loại trừ bệnh tật này, khớp dẻo dai hơn này, rồi là huyết áp ổn định hơn, đúng không? Bảo vệ cho tim mạch. Rồi cái điều thứ ba, nếu như mà thiếu cái điều này thì hai cái điều này bỏ đi nhá. Điều thứ ba là bạn cần phải hành động mạnh mẽ. Bất kể điều gì bạn viết ra, bạn nghĩ trong đầu nhưng mà bạn không có hành động thì không bao giờ chỉ số cân nặng của bạn nhúc nhích dù là một lạng nào, một gam nào đâu, thưa các bạn. Cho nên là bạn cần phải hành động mạnh mẽ, liên tục và chỉ tập trung vào con số mà bạn muốn, tập trung vào điều mà bạn muốn và sẵn sàng nói không với bất cứ những cái điều gì mà ảnh hưởng đến cái chỉ số mong muốn của bạn. Thí dụ như có bạn bè của mình rủ mình đi ăn tối chẳng hạn đó, thì mà mình đang trong cái giai đoạn là giảm mỡ, giảm cân, thế thì mình cũng đi. Nhưng mà mình sẽ lựa chọn mình chỉ ăn những cái đồ mà cô giáo hướng dẫn thôi, ăn cái đồ theo đúng khoa học thôi. Hoặc là mình không thể cưỡng lại được cái việc ăn uống như vậy thì mình cần phải từ chối, mình cần phải biết nói không, mình cần phải biết từ chối để một tháng sau, hai tháng sau các bạn nhìn thấy mình và sẽ không nhận ra mình, sẽ wow, sao cái hình thể của bạn đẹp như vậy, bạn làm bằng cách nào mà bạn người bạn đẹp được như vậy, hãy chỉ cho tớ bí kíp đó. Cho nên là bạn cần phải hành động mạnh mẽ và hết sức tập trung vào cái mục tiêu của bạn là giảm cân trong giai đoạn này. Cho nên là chỉ có tập trung vào việc giảm cân, gần gũi những người giảm cân, chia sẻ thường xuyên với những người giảm cân, tập trung vào những người giảm cân lành mạnh đó nhá. Và phải can đảm dũng cảm nói không đối với những người mà hay rủ mình đi ăn uống nhậu nhẹt đó. Cho nên là phải tập trung và hành động hết sức mạnh mẽ thì bạn sẽ rất là dễ dàng đạt được cái mục tiêu và cái chỉ số cân nặng mà bạn mong muốn. Rồi tiếp tục điều thứ tư là gì? Điều thứ tư là gì? Bạn cần phải biết rõ điều mà bạn muốn khi mà bạn giảm cân thành công. Khi mà bạn giảm cân thì bạn sẽ đạt được điều gì? Bạn muốn gì khi mà bạn giảm cân? Ồ, bạn muốn chồng của bạn ngắm nhìn bạn, bạn muốn người yêu của bạn tự hào, hãnh diện về bạn có một cái hình thể rất là đẹp. Bạn muốn được khỏe khoắn hơn, dẻo dai hơn, muốn mặc được những cái bộ đồ đẹp hơn. Bạn muốn mặc được những cái bộ bikini hai mảnh thật là đẹp, thật là quyến rũ và đi dạo trên bãi biển để tất cả hàng trăm ánh mắt đều phải ngước nhìn đến bạn. Đó, thì bạn cần phải biết rõ ràng là tại sao bạn lại muốn điều đấy. Bạn muốn giảm cân là vì điều gì? Đó, thì cần phải biết rõ ràng nhá. Và một điều cuối cùng vô cùng quan trọng là bạn phải biết sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận. Tại sao cách sàn? Sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận là gì? Ồ, trong một tháng này, hoặc là trước đây bạn đã từng áp dụng những phương pháp giảm cân, phương pháp giảm mỡ, tập toát mồ hôi cũng không giảm được một lạng nào, và bạn nghĩ rằng là ôi, hình như là cơ địa mình là khó giảm cân. Hoặc là bạn đã nhịn ăn hàng tháng trời nhưng mà bạn vẫn không thể giảm được một gam nào trọng lượng của cơ thể. Ồ, mình thật là khó giảm, đúng không? Và bạn cần phải tìm hiểu kỹ những cái phương pháp giảm cân theo đúng khoa học để đảm bảo được không chỉ về cái chỉ số cân nặng, mà cái điều quan trọng nhất khi mà bạn giảm cân là bạn phải biết bảo vệ sức khỏe của mình. Cho nên bạn hãy sẵn sàng thay đổi. Bạn cần phải sẵn sàng thay đổi cái cách tiếp cận. Trước đây có thể bạn đã không thành công, nhưng bây giờ bạn cần phải sẵn sàng mở rộng và tìm kiếm cho mình những cái người mà hướng dẫn rất dẫn mình theo đúng phương pháp chuẩn. Đó, để mình nhanh chóng đạt được cái mục tiêu và cái chỉ số cân nặng. Và điều quan trọng là bạn cần phải lưu ý là phải biết bảo vệ sức khỏe của mình nhé. Và Nguyễn Hiếu mong rằng với 5 cách này, sẽ giúp bạn, 5 cái bí kíp này, sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được cái chỉ số cân nặng mà bạn mong muốn, hình thể mà bạn mong muốn, và bạn sẽ đạt được nhiều cái hạnh phúc hơn trong cuộc sống, thành công hơn trong công việc khi mà bạn có được cái hình thể, bạn thay đổi và vận mệnh của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.
Và nếu như bạn vẫn chưa tìm được một người mà dẫn dắt bạn trong cái quá trình là giảm cân theo đúng khoa học, hướng dẫn luyện tập theo đúng khoa học, ăn uống theo đúng khoa học, thì hãy bình luận xuống phía dưới cái video này, hoặc là hãy inbox cho Nguyễn Hiếu ở cái trang fanpage này, để Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn, đưa bạn vào trong lớp đào tạo cho bạn trong 21 ngày. Đào tạo cho bạn trong 21 ngày và chỉ cho bạn chi tiết hàng ngày bạn cần phải tập cái gì, hàng ngày bạn cần phải ăn như thế nào và giờ nào bạn uống nước ra sao để giúp bạn nhanh chóng đạt được cái hình thể đẹp nhất, loại bỏ toàn bộ mỡ thừa cho cơ thể và điêu khắc cho hình thể của bạn đẹp như bạn mong muốn. Và điều quan trọng ở đây, Nguyễn Hiếu sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt 21 ngày. Bạn có thể đặt bất cứ câu hỏi và bạn sẽ gặp Nguyễn Hiếu bất cứ lúc nào mà bạn muốn, chúng ta gặp nhau online nhé. Nguyễn Hiếu sẽ đồng hành cùng bạn trong 21 ngày, chỉ dẫn cho bạn chi tiết và kết thúc 21 ngày khi bạn bước ra khỏi lớp thì chắc chắn rằng là bạn bè và người thân của bạn sẽ phải trầm trồ, sẽ phải ngưỡng mộ về hình thể của bạn và sẽ hỏi xin bí kíp của bạn làm thế nào bạn có thể có được một cái thân hình đẹp và vẫn khỏe khoắn như vậy. Đó chính là cái sứ mệnh của Nguyễn Hiếu đồng hành cùng bạn trong việc bảo vệ sức khỏe, giữ gìn sức khỏe và nhanh chóng lấy lại được vóc dáng cân đối. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này và bạn hãy bình luận ngay xuống phía dưới chỉ số cân nặng mà bạn mong muốn. Và nếu như muốn vào lớp 21 ngày điêu khắc hình thể bụng phẳng mông cong của Nguyễn Hiếu thì hãy inbox cho Nguyễn Hiếu hoặc là bình luận xuống phía dưới thì Nguyễn Hiếu sẽ đưa bạn vào lớp và giúp cho bạn nhanh chóng sở hữu một thân hình lý tưởng nhất bạn nhé. Tạm biệt bạn, xin chào và hẹn gặp lại.